Chào tất cả các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy thì đây là chiếc bo mạch của chiếc bếp từ Seiko. Và video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách độ nguồn cho nó nhé mọi người nhé. Cái bếp này các bạn nhìn sẽ thấy quen nhé. Thì trước đó mình đã làm một cái bo mạch cho cái bác này rồi. Bác này ở Hải Dương bác gửi ấy, thì mình cũng độ nguồn cho bác đây này. Thì hôm nay mình làm nốt cái bo này để giả bác đấy. Vứt linh tinh ở nhà luôn. Mình đang cố gắng sửa những cái đồ để giả cho hết mọi người. Như vừa rồi thì sửa được cái sạc xe đạp điện cho cái bạn ở bên Hà Tây. Thì cái bếp này thì nó hỏng nguồn, sau đó bác ấy độ vào cái biến áp to đùng. Mình có điện cho bác ấy thì như thế này đây. Chúng ta nghe thử nhá. Em đang sửa cho anh hai cái bếp từ ấy, thì một cái bếp thì ngày trước em sửa được rồi. Cái bếp mà nó bị lỗ con đi siêu nguồn nhỏ nhỏ, cái bếp gì nhỉ? Bếp media. Media đúng không? Thế còn một cái bo nữa là bo bếp này là bếp gì đây? Con đấy là con gì nhỉ? Con gì? Seiko đúng không? Nhưng mà cái con này nguồn nó đặc biệt, anh này cầu biến áp như này thì chạy làm sao được? Đúng rồi, thế cứ chạy lên thì tải nặng thì xoắn nó lại không quay. Xoắn không quay. Mình vừa gọi cho anh đấy và mình ghi âm cuộc gọi các bạn ạ. Đó này là anh ấy buồn cười ghê độ này. Độ thì nếu mình độ thì sẽ không xảy ra lỗi gì thế đâu. Mình thấy cận sơ cấp là 220 vào, anh ấy lấy ok, hai đầu 220 vào. Thứ cấp ra thì nó có ba ngõ, nó có sẽ ra đây này. Thì anh ấy có đấu cái này là chung, âm chung. Sau đó là được mỗi một cái nguồn ấy, ví dụ nguồn ra 18 nguồn anh được chỉnh lưu được, chưa kỳ có một con diode này các bạn ạ. Thì tóm lại là nó vẫn chạy được bình thường, nhưng có khi tải nặng là nó chỉnh lưu lửa chu kỳ ấy, nó không đáp ứng được các bạn nhé. Và cái video này thì mình sẽ dùng thuốc, đó chính là cái bo này này. Mình tháo hết cái này ra đã. Và cái thuốc này thì chúng ta vào Google chúng ta search với cái tên là mạch nguồn đa năng bếp từ thì rất nhiều luôn. Giá bán thì rơi vào tầm khoảng 20 cho đến 35k nhá, tùy shop, tùy nơi bán. Còn mình mua thì mình chả nhớ nữa. Cái này mình mua về mình làm video thôi chứ mình không dùng nó bao giờ các bạn ạ. Nhưng mà các bạn điện cơ, các bạn thợ sẽ dùng, người ta sẽ làm dùng rất là nhiều đấy các bạn ạ. Bởi vì nó tiện. Ôi dồi, cái này nó bị keo vào dán à. Hình như trước đó mình cũng đã có video mình làm nó rồi, sau đó mình lại cất nó đi các bạn ạ. Do cái mạch này thì nhiều trường hợp thì cái con IC nguồn nó lởm, nên mình ra trước đó video trước mình đã thay một con IC nguồn xịn rồi này các bạn này. Thì cái mạch này nhá, nó sẽ ra các mức nguồn đây này. Chúng ta sẽ thấy ở đây nó có GND, có 5V, có 12V, có 18V các bạn nhá. Thì cái 12V nó không chuẩn xác 12V đâu các bạn ạ, bởi vì cái mạch này nó FB được là nguồn 18V cơ. Sau đó là một cái quận nữa thì chỉ nêu ra nguồn 12V đấy. Thì cái nguồn 12V đấy nó sẽ đi qua con 78L05 này để tạo ra 5V. Tóm lại là chúng ta sẽ lấy nguồn 5V từ đây ra được, 18V từ đây ra được các bạn nhé. Hoặc là lấy cái nguồn 12V cho chân in của con 7805 ở dưới bo cũng được các bạn nhé. Thì có nhiều cách. Thì với cái bếp này mình nhớ hình như là bếp của Seiko hay Super, nó có cái kiểu này đặc biệt này. Hết zoom, hết cỡ mất rồi. Nó có một cái module nguồn ở đây. Cái module này trên nó sẽ có IC dao động, có móc sò, có pin áp ấy. Thì nó sẽ có nguồn 300V và GND vào. Sau đó nó có cái nguồn GND ra và nó ra được nguồn 18V và 5V, nhưng không phải ra 5V đâu nhá. Hãng nó lại lừa người đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ thấy này, nguồn chỉnh lưu 2C AC đây nhá, được chỉnh lưu thành dương đây, âm đây này. Thì nguồn dương này được đi qua điện trở cầu trì đấy. Đi qua một con diode lọc của con tụ này thì sẽ cấp lên nguồn dương 300V nhá. Thì mình cũng lợi dụng nguồn ở đây luôn. Chúng ta sẽ thấy là mạch ngày xưa nó sẽ lợi dụng cái nguồn cái cầu chỉnh lưu này để lấy ra cái nguồn 300V cho phần ấy, cho phần nguồn cấp trước. Còn đâu với ACD ấy thì nó sẽ chỉnh lưu qua những con diode khác các bạn ạ. Nguồn ACD ấy, đây là hai diode này riêng. Nhưng sau đó về sau ấy thì anh thiết kế anh ấy chỉnh lưu hai con diode này, xong rồi vòng sang bên này ra được. Thì các bạn cũng có thể lấy điểm từ đây, câu từ đây đi sang đến đây cũng được các bạn nhé, cũng được, chả sao cả, sao cả, thiết kế đúng. Nhưng mà mình chả cần câu, nó vẫn có được 300V cho phần mạch này được. Thì cái mạch này nó sẽ như này này. Đó, nó ghi dương đây, âm đây, thì chúng ta sẽ thấy là âm cái GND này hoặc các GND này thì nó vẫn là chung nhau thôi. Tuy trên này nó khác nhau đấy, nhưng mà mình thấy là nó chung nhau để mình dò thử xem có đúng không nhá, xem nó có dính vào nhau không.
Như vậy là nó là cách nhau nhưng chúng ta sẽ phải hàn chập vào nhau các bạn ạ. Chúng ta để ý này, cái cầu âm này nó đi theo cái đường này, nó đi tới GND này nhá. Nhưng cái GND này ấy, là nó sẽ đi toàn mạch, toàn phần điều khiển, nhưng nên chúng ta sẽ phải đấu từ đây vào đây, dính vào đây. Bởi vì tại sao? Là phía trên cái bo mạch đã tháo đi rồi nó dính nhau các bạn ạ, còn trên mạch này nó không dính. Bởi vì tại sao chúng ta sẽ biết nó dính này? 300V này nhá, GND đây nhá, nó sẽ tạo ra nguồn 18V ở đây, 5V ở đây. GND đây thì cái GND là đi tới GND toàn mạch đấy, lọc nguyên tụ này. Những cái 18V này nhá, mình sẽ dò cho mọi người này. Nó đi như này. Nó đi vòng này nó đến quạt. Do bác cái quạt có vấn đề nên bác kiểm tra cả chăn mở quạt này. Nó đi qua cái này, được lọc của con tụ này nhá, lọc về mát này. Tiếp tục đi qua con điện, con này là cái gì đây? Một con điện trở 100 ohm. À một đúng 100 ohm à. Đúng luôn. Lọc vào con tụ này, sau đó đi vòng như này, đi vào chân 3 là chân VC cho con LM339 ấy, sau đó đi sang bên này. Tới đây ta sẽ thấy có dương và âm này. Thì con tụ này là con tụ bị mất rồi nhưng phải lắp thêm nhá. Bác lấy ông bác lấy rồi. Là con tụ lọc nguồn 18V cho được khối driver và chúng ta sẽ thấy âm ở đây này. Nó chính là âm ở đây luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Như vậy là nó sẽ đấu lối ở trên nhá. Cái mạch này nó cái nguồn nó hơi phức tạp. Lằng nhằng một chút. Nên độ chúng ta phải nhìn và chúng ta biết đường đi. Còn mình nói cho mọi người cái đường 5V ra không phải 5V ra đâu nhá. Trên này nó ghi rõ là 5V ra, 5V này, nhưng không phải đâu. Đây này. 5V ra đây nhá, được lọc vào con tụ này, nó bị tháo mất này, đi qua con 100V này. Tới chân in được lọc vào con tụ này. Tới chân in của con 7805 này. Thì nó mới hạ ra 5V nhá, như vậy là ở đây không phải là ra 5V nhá, mà nó ra là nên chúng ta sẽ phải đấu 12V ở đây là được này. Các bạn ạ. Đây chứ. Đó, để tới chân in nhá. Đó, chúng ta đã hiểu mạch rồi. Đó, bây giờ mình sẽ test thử xem con mạch này còn sống không nhá. Cái mạch này thì mình có thể cấp, chúng ta sẽ cấp dương ở đây, âm ở đây này. Thì dương ấy nó đi qua con cầu chì, sau đó lại được xuôi con iốt tới con tụ lọc này. Thì chúng ta cấp 220 đây được. Chúng ta có thể thử được. Đây nhá, mình thử cho mọi người. Bởi vì tại sao? Cấp 220 vào đây thì đây là một dây AC 220, đây là một dây AC xung dương đây này, đi qua cầu chì được chỉnh lưu qua iốt lọc. Lọc thì như vậy là chỉnh lưu nửa chu kỳ thôi, ta vẫn thu được 300V. Và cái mạch này nó vẫn hạ ra được các nguồn, mức nguồn cho chúng ta. Có cái là nếu mà cấp 220 vào như này thì cái cấp không không lên cấp ở trong mạch kia thì nó sẽ phải chung GND. Như này thì nó ở mạch khác thì được, như là mạch nguồn cho luồng cơm nội địa Nhật ấy, nhưng mà con Viper này sẽ không chịu ở đâu. Chỉnh như nửa chu kỳ như này nguồn DC nó không ổn định. Tải nặng cái là nó sẽ FB và nó sẽ nóng và nó sẽ chết đấy các bạn ạ. Đây nhá, đây zoom lại xuống cho mọi người nhìn là mình sẽ cắm nguồn 220 đấy nhá, cắm qua bóng đèn nhá. Bùm. Đấy, cắm rồi các bạn ạ. Đo cho mọi người này. Âm ở đây. Chỉnh lưu lửa chu kỳ thôi nhưng ta vẫn thu được 300V nhá. Đấy, 280, 290 nhá. Sau đó là nó sẽ chỉnh lưu ra cho chúng ta là nguồn 18V này. Đấy, FB qua DZ lên này 19V này. Một cái nguồn nữa là 12V này. Đó, nguồn 12V này qua 78 đến tới chân in 785 này. Và sẽ ra trên out ở đây là 5V, ra đến đây là 5V này. Đấy nhá, vẫn 5V đẹp nhá. Ok, đã hiểu được mạch và bây giờ tiến hành câu kéo. Mình sẽ câu xong đó mình sẽ nói cho mọi người tham khảo nhá. Để xem nó câu chuẩn như thế nào. 5 một con tụ 25V 100mm đây là lọc nguồn cho khối driver đây và các bạn nhé. Lắp con điện trở 22V điện thành điện trở cầu chì vào đây. Và câu đây các bạn. GND lối dính để cho nó chung hết tất cả. Và GND này thì đi lên đây. Là GND toàn mạch. Là âm của cái tụ này. Là nguồn 300V và âm của những cái nguồn đầu ra nhá mọi người nhá. Chỉ cần một nguồn GND dây ấy là đã được rồi. Còn quan trọng là chúng ta phải biết được vị trí nào chúng ta lấy. Còn dương 300V ở đây, đi qua cái dây này tới đây. Sau đi qua điện trở cầu chì và lại được chỉnh lưu tiếp, tóm lại là cũng sẽ đến đây được là 300V. Thì đầu ra nhá, đầu ra GND chung rồi thì mình cũng không cần hàn GND nữa mà mình hàn này. Đây là cái chỗ vị trí này là 12V ra nhá. Tại chân in của 7805 này. Như vậy là thừa con này. Chúng ta có thể tháo ra, chúng ta cất, chúng ta dùng lúc sau cũng được. Từ đây này, đi lên trên trận này. Lên đến chỗ này thì tương đương ấy, nó chính là lên ở vị trí này nhá. Mà nó ghi là 5V này nhưng thực tế là lên 12V để đi qua con 10 ohm này. Tới chân in 7805 ở đây nhá. Tí nữa đo.
Đầu ngoài là 18V. Đến 18V ở đây là như mình hàn ở đây, mình hay có cái trò là mình hàn là cái dây di ở trên hàn đây thì sẽ lay qua này này nó không đứt. Cũng như cái vị trí này này mình hàn ở đây cũng được, cũng không sao. Nhưng mà lưng lên lưng lại, có cả nó sẽ bong vào in ở đây, nhưng mình hàn ở vị trí chân 1 2 của con Viper nó vẫn là GRD mà. Thì mình hàn đây thì con lay đến đứt chân IC thì nó mới bong được nhá mọi người nhá. Đây là cái mẹo thôi. Mọi người ạ, đấy nên mình hay hàn vào những vị trí chân linh kiện ấy để nó giữ tốt hơn. Đó, khi chúng ta độ thì nó sẽ thế thôi. Và chi phí để mà mua cái bộ nguồn này thì có khi rẻ hơn cái bi đáp to kia các bạn ạ. Như mình đang đoán cái bi đáp này, cái anh này anh ấy tháo ở đầu đĩa ấy sao ấy, không rõ có đúng không. Không có ổn áp gì cả, thế mà mạch nó vẫn chưa chết được. Và bây giờ ghi điện nhá, để đo thử nhá. Nổ bùm này. Thì đây nhá, cái đồng hồ này đang sắp hết pin rồi, nó báo pin yếu rồi nên nó nhanh hết điện thật đấy. Nó nhanh tắt. Thì đây nhá, mình có thể lấy mát ở đây. Thì đây là 300V này. Đó, vào đến đây thì vẫn là lọc ở con này, vẫn là 300V nhá. Tới đây vẫn là 300V. Sau khi qua để mạch này ta sẽ có được 18V ở đây. Đó, 12V đây. 12V này đi tới chân in của 7805 này rồi. Đó, ra chân out đây là được 5V. Nhưng 5V nó phải lên đưa lên vỉ mặt này nó chạy 5V nhá, vi xử lý nằm trên vỉ mặt này nên nó không kêu gì đâu. Còn 19V đây, 18V đây, tới chân quạt. Chân quạt đây này. Đó, và tới chân đấy khối driver. Đó, ok nhá. Thì lật qua cắm vào bấm kêu tít tít cái để bắt đầu mình cho mâm vào để mình test thử xem nó chạy như nào nhá. Độ chế nó dễ không mà khi chúng ta đã hiểu mạch. Mình thì mình chả độ này đâu, mình toàn lấy linh kiện ở trên những bo xác mình độ và hạt thành thôi. Rồi, kim điện này. Đấy, tít đẹp nhá. On. Đó, ok nhá. Bây giờ mình sẽ lắp hoàn thiện vào một cái vỏ và mình sẽ test thử cho chúng ta nhá. Xem VR vặn nó ok không hay là này vòng cao quá. Đó, độ rất là dễ mà các bạn khi chúng ta hiểu đường mạch điện như thế nào. Chúng ta cái quan trọng chúng ta sẽ hiểu ấy là cái GRD nó ở đây thì tương đương với GRD đây, chúng ta cái câu ở đây làm gì, chúng ta biết ở đây hoặc mình thích trả thích hàn ở đây, mình hàn tại chân giữa con 7805 cũng được, hàn ở đây cũng được, bởi vì mạch in nó lối nhận nhau, chúng ta cứ nhìn mạch chúng ta lối động được nhá. Mình vừa lắp mình vừa chạy thử rồi, nó chạy ok rồi nhưng mà cứ chạy ngắt, chạy cái thì nó lại sập cái, sau đó lại nó lại khởi động lại, hóa ra do cái chân dây gì nó đứt các bạn ạ. Đây này, nên mình vừa mới lối rồi để xem nó có hết cái bệnh ấy không. Chúng ta để ý rất nhiều dây gì, bác này bác về bác tự xử lý nhá. Mình xử lý cái dây gì này, vậy mình có dùng cây này mình 7 cái thì nó bong rồi, nên mình có hàn cái dây sắt ở dưới, dây điện ở dưới để thay thế cái dây gì đấy nhá các bạn nhá. Thì đấy, độ này chúng ta sẽ nhìn này. Thì cái này bác về bác sẽ để vị trí nào nó dễ rồi, hoặc dán ở đây được nhá. Và lần sau mà nó hỏng nguồn ấy thì cái này sắp đứt thì cũng để ý nhá, không lại đứt đúng GRD đấy, đường GRD đấy. Mình có hàn lại cái chân này, cái chân này rất là lỏng nên mình chắc rút ra rút vào nó chặt hay sao ấy. Nó lỏng chân ở dưới mình đã hàn lại rồi nhá. Chân sợ xỉn quá này. Tại sao cáp nó nhiều này, bởi vì xử lý nó trên vỉ mặt nên nó lệnh mở quạt này, lệnh nhận nồi các thứ nó đi qua đường này hết các bạn ạ. Và mình cẩn thận, mình đang vặn con VR501 ở ngưỡng cao nhất. Ngưỡng cao nhất thì đốt điện áp ở hai đầu thứ cấp là ít nhất, thì trên đấy là ăn dòng thấp nhất cho an toàn nhá. Rồi bác này bác ấy có thể tăng lên phù hợp. Rồi cái này có thể dán ở đây được, và sau hỏng nguồn cấp trước thì sửa như những mạch bình thường thôi các bạn ạ. Độ chế đấy, độ chế trong tầm kiểm soát, từ đồ cổ thành đồ hiện đại mạch nguồn đấy. Cứ để đây ra để thử cho chúng ta tham khảo nhá. Cứ phải lấy lại mà led cho máy ảnh. Ghim điện này, on này, kêu tít tít nhá. Nút giảm hơi yếu, hơi khó ấn. Cái đây bác tự xử lý được. Đã đặt nồi lên nhá, đã nhận nồi nhá. Ăn 2,8A kìa, 2,7 kìa. Tăng lên này. Tăng hết này, vừa nãy cứ tăng lên bắt đầu nó này. Ngắt cái hết màn hình nó lại chạy, hát hết màn hình chạy, nó do cái dây gì nó bị chập chờn đấy các bạn ạ.
Thì hiện tại mình đang để VR nó rất là thấp nên nó như vậy, mình có thể tăng lên cho chúng ta tham khảo nhé. Còn này IGBT chắc vẫn zin này. Rồi nhôm thì to, rất là to, chả nóng thế nào luôn. Bạn nên ở đạn giữa đi, thường nó hay để ở giữa mà các bạn. Nhà thấy nó họ tính toán hay tầm để ở tầm giữa. Và tí nó bật ok rồi bật cho nó chạy, mình sẽ đo thử nguồn xem nó có sụt không các bạn ạ. Chắc là nó chả sụt đâu mà, nguồn sung nguồn 100 giải rộng luôn đấy. Bật nè. Đấy, tăng lên được cao hơn rồi nhá. Đó là cái lồi này nó cũng không chuẩn, mâm từ không chuẩn, nó cũng chả chuẩn lắm đâu mà các bạn ạ. Mấy này nó đang hơi cao lên này. Ấn xuống này nó ăn dòng cao hơn này, các bạn thấy chưa? Ok nó thôi. Mâm từ của nó thì ngon của nó thì sẽ chạy ngon lành hơn. Bây giờ thử xem cái nguồn nó có bị tụt không. Quạt chạy vù này thì chắc là không thể tụt nguồn rồi các bạn ạ. Quạt chạy rất khỏe luôn. À, lấy mát ở đâu được bây giờ nhỉ? Lấy mát tại chân E này đi nhá. Thì đây là 18V tới quạt rồi này. Đấy 18V nhá. Đây là 12V này. Đấy ra 5V cho vi xử lý vỉ trên này rồi nhá. Bật on này, quạt chạy này, xem có tụt không nhá. 18V đâu ấy nhỉ? 18V tại con điện trở 100V này này. Đấy vẫn ok nhá. 18 phải mấy kìa, nó không sụt đâu mà. Nói chung là cái nguồn kia đáp ứng ok tất cả mọi người nhá. Ờ đấy, mình đã xử lý lốt thêm một cái bếp từ nữa. Cái bếp từ này nó rất là chất đấy, bếp từ ngày xưa mà, cho cái bác này để hôm sau mình sẽ gửi trả bác đấy. Thì qua video mọi người cái tham khảo một cách độ nguồn nhá. Và cái nguồn này chúng ta vào Google chúng ta search cho rất nhiều. Bạn nào muốn mua mà không biết sửa hoặc gặp những cái bo nguồn độc lạ ấy, như cái con này là dạng độc lạ đấy, thì chúng ta có thể là xử lý như cách của mình nhá. Ok nhá mọi người nhá. Còn mình sẽ đóng gói cho giải bác đấy, kể cả cái biến áp này cũng giải bác cái lốt. Video thì đến đây là kết thúc nhá. Chúc mọi người làm thành công. Chào tất cả mọi người. Một, hai, ba, bốn. Thay đến con thứ 4 nó mới hết Aerox 22.
ăn được. Đấy, hết error. Cắm lại điện. Bình thường cắm lên cái nó kêu tít phát error 22 luôn. Bây giờ giả lập error 22 này. Giả lập error 22 bằng lấy cái đồng hồ giữ hai phím. Đấy, error 22. Khi bị chạm như thế nó sẽ bị báo lỗi thế mà, bỏ ra là sẽ hết này. Đó. Lại này. Đấy. Đấy. Bàn bệnh nó là thế đấy. Rút điện ra này. Cắm lại một cái lên lên phát như ba các dấu chấm cái rồi tắt đi error 22 luôn. Còn bây giờ thì hết rồi.